Thời gian qua, những tranh chấp phần lớn xảy ra ở các giao dịch mua bán chuyển nhượng bất động sản. Mới đây, hàng trăm cư dân mua dự án căn hộ hình thành trong tương lai của một số chủ đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh đã lên tiếng phản đối việc chủ đầu tư đơn phương chấm dứt hợp đồng sau nhiều năm ký kết. Đây là chủ đề không mới nhưng vẫn thường xảy ra và cần được nhìn nhận một cách công tâm để sớm có các chế tài và quy định phù hợp đảm bảo quyền lợi các bên tham gia. Những người mua dự án này theo hợp đồng nguyên tắc đã ký kết với chủ đầu tư 6 năm theo đuổi dự án để trong ngày được khởi công. Nhưng hiện tại, mong muốn sở hữu căn hộ đã phải dừng lại khi chủ đầu tư thông báo chấm dứt hợp đồng với những khoản đền bù về lãi suất cũng như voucher giảm giá. Mình không phải là người đi đầu tư để lấy lãi hay là cái gì đó. Mình nguyện vọng của mình nhận nhà. Cái chuyện mà chủ đầu tư đưa ra cái giải pháp là giảm giá trên giá bán mới á, thì cái đấy là một cái lời hứa mơ hồ. Vì mình không thể hình dung được là mình không biết được cái giá bán mới là giá bán như thế nào. Còn theo chủ đầu tư, thời gian gián đoạn dự án gây nhiều áp lực cho doanh nghiệp nên phải có chính sách thay đổi, đồng thời luôn hướng tới việc cùng người mua giải quyết đảm bảo hài hòa lợi ích các bên. Dẫu vậy, đến nay, phía người dân cho biết vẫn chưa có cuộc gặp trực tiếp để thương lượng. Những cái khó khăn của chủ đầu tư thì chủ đầu tư phải xô ra để cho khách hàng biết, để khách hàng có khả năng chia sẻ hay không. Và chia sẻ đến mức nào phải gặp mặt. Mong muốn hiện tại của mình là chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện những cái cam kết trong cái hợp đồng nguyên tắc về việc đảm bảo quyền mua căn hộ Gem Riverside đã ký với mình. Và đồng thời là chủ đầu tư cũng nên thông tin đầy đủ cho mình về tiến độ thực hiện các cái cam kết đấy. Hiện nay, theo quy định tại Điều 58 Nghị định 16 năm 2022, quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực xây dựng, nếu huy động vốn không đúng quy định, sẽ bị phạt tiền từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, buộc hoàn trả lại số tiền và lợi ích đã nhận từ phía các bên góp vốn. Các cái khách hàng của chúng ta có thể là xem lại các cái văn bản, thỏa thuận hoặc các cái hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư. Trong trường hợp mà không thể đàm phán hoặc không thể thương lượng được thì có quyền được khởi kiện, yêu cầu các cái cơ quan chức năng, cụ thể ở đây là cái tòa án, để xem xét giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Những câu chuyện như vậy sẽ tạo tiền đề không tốt cho thị trường bất động sản trong thời gian tới. Người mua sẽ mất niềm tin vào chủ đầu tư. Mỗi miếng đất nó đều có một cái chủ sở hữu hoặc người quản lý, một cái cơ quan nhà nước, một cái bộ hay một cái ngành hay một cái địa phương nào đó có, thì mình phải tìm tới cái đơn vị đó để họ giải quyết giùm cho mình. Giải pháp dài hạn thì chúng ta phải đề xuất lên tới Quốc hội. Lúc này rất cần Quốc hội phải đưa ra một cái thể chế, đưa ra một cái luật lệ để quy định về vấn đề đặc thù này rất là khó khăn. Rất mong những câu chuyện tranh chấp như thế này sẽ không còn tồn tại trong thời gian tới, để bất động sản luôn là kênh đầu tư hấp dẫn cho người dân, kích thích nền kinh tế phát triển một cách công bằng, minh bạch.